sao? Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 26 gồm ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc đã có buổi tiếp xúc với đại biểu cử tri huyện Quốc Oai trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổ đại biểu số 26 Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, kỳ họp giữa năm 2023 dự kiến được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 46 nội dung, gồm xem xét 17 báo cáo, thông qua 29 nội dung, đề nghị ban hành nghị quyết, trong đó có một nghị quyết thường lệ, 27 nghị quyết chuyên đề và một nghị quyết về công tác cán bộ. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, cử tri thủ đô quan tâm. Cử tri huyện Quốc Oai phát biểu bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả thành phố đã đạt được những tháng đầu năm. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Quốc Oai cũng gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố một số kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp đỡ người dân xã Đại Thành tiêu thụ sản phẩm nhãn chín muộn tại các thị trường lớn trong và ngoài nước, quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường tại đê Tà Tích chạy qua địa bàn huyện Quốc Oai, giải quyết dứt điểm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường tại cơ sở sản xuất phế liệu Làng Lành, xã Vân Côn, xả thải sang thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai. Quan tâm đến việc cấp đất tái định cư cho một số hộ dân thuộc xã Phú Cát nằm trong dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án làng thời đại xã Đồng Yên, v.v. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri. Đồng thời, ông cũng trả lời lần lượt các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện một cách đầy đủ rõ ràng, nêu bật những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo huyện trong tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà cử tri và nhân dân kiến nghị, khẳng định tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành phố và những đơn vị liên quan để giải quyết có hiệu quả những vấn đề cử tri nêu ra. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ tổng hợp và báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa, cùng với cả nước, 2.880 em học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Quốc Oai sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi quan trọng này đã cơ bản hoàn tất. Các nhà trường đang tiếp tục ôn tập cho học sinh, đồng thời tăng cường hỗ trợ thí sinh về mọi mặt để các thí sinh dự thi đạt kết quả cao. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn huyện Quốc Oai có tổng số 2.880 thí sinh đăng ký dự thi với 125 phòng thi ở 6 địa điểm thi. Trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, Trung học Phổ thông Minh Khai, Trung học Phổ thông Cao Bá Quát, Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên và Trường Trung học Cơ sở Sài Sơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, các thí sinh sẽ tham gia 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên, gồm các môn Lý, Hóa, Sinh, Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra an toàn, thành công, Ban chỉ đạo thi huyện Quốc Oai đã xây dựng kế hoạch phân công công việc, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị, các tổ phục vụ chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị của các trường đã hoàn tất, đảm bảo các điều kiện về phòng thi, bàn ghế, ánh sáng, địa điểm dự thi và các phương tiện phục vụ kỳ thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, thông tin liên lạc, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai thực hiện. Lực lượng y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi có trường hợp cấp cứu. Điện lực đảm bảo cung ứng điện cho kỳ thi. Huyện đoàn cử các bạn tình nguyện viên hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Lực lượng công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông suốt kỳ thi.
Ngoài ra, huyện cũng lập nhóm Zalo để các ngành, đơn vị liên quan trao đổi thông tin liên quan đảm bảo kỳ thi thành công tốt đẹp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 28 và 29 tháng 6 năm 2023. Việc triển khai kế hoạch ôn thi chặt chẽ, phương pháp ôn luyện phù hợp, cùng sự cố gắng của các thầy cô giáo và học sinh các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tâm lý tự tin và đạt kết quả cao nhất. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã Ngọc Mỹ tiếp tục tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo cấy vụ xuân là 156 ha, tổng sản lượng ước đạt gần 760 tấn, ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển. Thu nhập 6 tháng của ngành nông nghiệp ước đạt trên 28 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, đặc biệt là ngành mộc dân dụng và đục chạm gỗ cao cấp. Công tác kiểm tra giám sát quản lý đất đai, xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 8 tỷ đồng. Xã đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm. Đến nay, xã đã có 10 trên 19 tiêu chí đạt và 9 trên 19 tiêu chí cơ bản đạt với tổng điểm là gần 90 điểm. Về hoạt động Hội đồng Nhân dân xã trong 6 tháng đầu năm, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã luôn chủ động bám sát chương trình công tác đề ra, hoạt động đi vào nề nếp có hiệu quả. Hoạt động giám sát chú trọng lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm. 6 tháng đầu năm, Thường trực và các ban đã tổ chức giám sát 2 chuyên đề, thành lập đoàn giám sát về công tác tổ chức, nhiệm vụ sản xuất vụ xuân và giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình các bước trong bầu cử trưởng thôn. Công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri và có giải pháp giải quyết kịp thời. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng cuối năm, xã Ngọc Mỹ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.